Sáng nay, Công an quận Liên Chiểu cho biết vừa xử lý hai cơ sở chế biến đặc sản nem chua rán và gà sông khói đóng trên địa bàn quận không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất đóng gói. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Liên Chiểu bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở sản xuất chế biến nem chua rán đóng tại khu đô thị Phước Lý, phường Hoàng Minh. Lúc này, cơ sở đang thực hiện các công đoạn sản xuất, chế biến nhưng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng người trực tiếp thực hiện các công đoạn sơ chế không đội mũ, không đeo khẩu trang, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Dụng cụ thu gom chất thải rắn cũng không có nắp đầy, cống rãnh thoát nước bị ứ động, không được che đậy kín. Cơ sở này sản xuất nem chua rán và bỏ xỉ cho các quán ăn vặt đặc sản tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, chiều cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất gà sông khói tại phường Hòa Khánh Bắc. Cơ sở này cũng vi phạm các lỗi như người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có các dụng cụ bảo hộ theo quy định, thùng rác không có nắp đầy, cống rãnh thoát nước lộ thiên. Hiện hai cơ sở sản xuất nem chua rán và gà sông khói đã bị lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.